Phía dưới tay cầm thì được làm bằng nhựa cao cấp, rất là chắc chắn và vừa vặn với tay. Trên này thì có những cái đường gân, khi chúng ta cầm thì chống trơn trượt. Trên này là hai khóa. Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy mài điện cầm tay Husqvarna HMD1004. Và đây là chiếc hộp đựng máy mài của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ mở hộp để xem bên trong có những phụ kiện gì. Và đây là bên trong của hộp. Bên trong hộp thì khi mở ra chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng, cùng với đó là một cặp chổi than. Đây là ốp bảo vệ, một tay cầm phụ, đây là khóa mở để chúng ta thay đá, và cuối cùng là đây là thân máy mài điện Husqvarna HMD1004. Chiếc máy mài điện HMD1004 này thì có công suất là 880W, sử dụng điện 220V 50Hz, tốc độ vòng tua là 11.000 vòng trên phút và sử dụng đá có đường kính là 100mm. Đây là thông số của máy. Toàn bộ đây là sản phẩm của máy. Phía trên này thì máy được làm bằng hợp kim nhôm, còn phía dưới tay cầm thì được làm bằng nhựa cao cấp, rất là chắc chắn và vừa vặn với tay. Trên này thì có những cái đường gân, khi chúng ta cầm thì chống trơn trượt. Trên này là hai khóa để kẹp đá của chúng ta. Đây là khóa trục. Khóa trục thì rất là to, chúng ta có thể dễ dàng bấm để giữ khóa trục lại khi thay đá. Bây giờ thì còn đây là dây điện. Dây điện của máy thì dài 2m, có thể cắm được cái nguồn ở xa. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắp chiếc máy này lên. Đầu tiên thì các bạn sẽ lắp ốp bảo vệ vào. Chúng ta đặt vào đây. Sau đó thì dùng tu vít để khóa chặt ốp lại. Như vậy là chúng ta đã lắp chiếc ốp lên. Tiếp theo thì ta sẽ lắp tay cầm phụ. Với tay cầm phụ thì chiếc máy này có thể lắp được cả hai bên. Và đây là chỗ lắp, và bên này cũng vậy. Thì tùy theo các bạn thuận tay nào thì các bạn sẽ lắp tay cầm phụ vào bên đó. Chúng ta xoáy và siết thật chặt. Như thế này là chúng ta đã lắp xong. Bây giờ tôi sẽ thử lắp trên đá cắt đường kính 10cm này vào. Chúng ta sẽ bấm khóa trục và xoay, lấy viên kẹp đá ra. Sau đó thì các bạn gắn viên đá cắt này vào. Tiếp đến thì chúng ta sẽ lắp lại viên khóa. Dùng khóa này để siết chặt. Các bạn nhớ là siết thật chặt để tránh gây tai nạn khi chúng ta sử dụng máy. Và đây là chúng ta đã lắp xong. Bây giờ thì tôi sẽ cấp điện để xem chiếc máy này chạy như thế nào. Đối với chiếc máy này thì công tắc sẽ ở phía sau. Công tắc sẽ có đánh dấu là 0 và 1. Bên 0 sẽ là tắt và bên 1 sẽ là mở.
ta cấp nguồn điện cho máy. Sau đó thì chúng ta sẽ bật công tắc cho máy chạy. Thao tác rất là đơn giản và tiện dụng. Chiếc máy này thì có tấm ốp này bảo vệ nên là rất an toàn khi các bạn cắt. Tôi sẽ khởi động lại cho các bạn xem. Các bạn lưu ý là sau khi chúng ta sử dụng xong thì phải ngắt nguồn điện rồi để máy, tránh khi va vào công tắc thì máy sẽ chạy gây tai nạn là cho lao động của chúng ta. Và như vậy là tôi đã giới thiệu xong cho các bạn chiếc máy mài điện cầm tay Husqvarna.